Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Zenith. Đây là một chiếc qua sử dụng. Bên mình về với tình trạng là còn đầy đủ full box, hộp thẻ của hãng. Trên tay mình là một chiếc box của Zenith và mình sẽ cùng anh em mở hộp. Hộp chính của chúng ta bên trong sẽ là một chiếc hộp gỗ màu nâu sáng rất là đẹp, sang trọng. Ở đây chúng ta sẽ có một cái ngăn nơi chứa một đây là một tờ giấy hướng dẫn anh em sử dụng đồng hồ sao cho đúng cách. Một chiếc Zenith đua tham. Và cùng với đó chúng ta sẽ có một thẻ warranty. Bên trong chúng ta sẽ có đầy đủ thông số. Sản phẩm được bán lần đầu vào 27 tháng 11 năm 2008. Tính đến thời điểm hiện tại thì sản phẩm của chúng ta được hơn chục năm sử dụng rồi. Tuy nhiên thì đây là một chiếc còn rất là mới đẹp. Anh khách của chúng ta chỉ cất tủ thôi nên nó độ mới còn rất là cao. Chúng ta sẽ có một cái mã quốc tế là 01.0451.682-22.C492. Đây là cái đại lý nơi cấp ra chiếc Zenith này. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ cùng anh em trải nghiệm nhân vật chính. Nhân vật chính của chúng ta là một chiếc Zenith. Đây là một chiếc sử dụng mặt màu đen và nó được phủ AR chống lóa, chống phản quang ở mặt kính Sapphire. Chính vì vậy thì anh em sẽ thấy một chút ánh xanh ở mặt kính. Đó. Và chúng ta sẽ có một chiếc Zenith với đường kính sử dụng là 38.5mm, độ dày là 8.5, cùng với lung càng của chúng ta là 45.5mm. Với kích thước này thì anh em cổ tay cứ tầm khoảng độ 16-16.5cm trở lên, đeo rất là đẹp. Mình rất là thích cái AR chống lóa của chiếc Zenith này. Sản phẩm của chúng ta tuy qua sử dụng nhưng AR vẫn còn xanh LED anh em nhé. Đó. Kim cọc bắt sáng rất là tốt ạ. Đặc biệt thì chiếc này hội tụ khá là nhiều tính năng. Chúng ta sẽ có một kim GMT nằm tại trục chính, chạy song song cùng với kim giờ, kim phút. Và với kim GMT này thì anh em có thể xem được hai múi giờ cùng một lúc trên một chiếc đồng hồ bằng cách là điều chỉnh cái phím nằm tại góc 10 giờ này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nút, thì khi anh em ấn thì kim GMT này của chúng ta sẽ dịch chuyển và nó sẽ chỉ cái đầu kim vào những cái múi giờ. Đó, anh em có thể điều chỉnh thành kim 24 giờ để xem được giờ sáng, giờ chiều, rất là tiện lợi. Kim dây chính thì nằm tại góc 9 giờ. Đây là sắp đầu Smart Second. Lịch ngày được bố trí tại góc 3 giờ, múi ngày hiển thị đang là ngày 23. Mặt số của chúng ta thì được thiết kế tạo hình bằng những cái vân sọc rất là đẹp ở bên trong. Một chiếc đua tham sản xuất tại Thụy Sĩ. Đây là một chiếc Zenith Elite nằm trong bộ sưu tập kinh điển của hãng. Núm chính thì nằm tại góc 3 giờ với logo của Zenith. Thân vỏ toàn bộ được hoàn thiện bằng thép 316L và nó được phay bóng rất là sáng. Phay bóng dạng hương. Đó, anh em thấy là một chiếc qua sử dụng nhưng độ mới còn cực kỳ cao, rất đẹp. Đi kèm chúng ta sẽ có một sợi dây da cá sấu của Zenith và đây cũng là sợi dây zin trên chiếc Zenith này. Đó. Tuy nhiên thì theo thời gian thì cái sợi dây của chúng ta nó cũng khá là cũ nhưng nó còn rất là bền anh em nhé. Cùng với đó chúng ta sẽ có một khóa đôi của Zenith. Đó, với logo của Zenith cũng như là biểu tượng ngôi sao 5 cánh. Đây là một bộ khóa đôi. Chúng ta sẽ có dòng chữ Zenith bên trong. Đó. Và đây là cái vị trí để anh em cậy cái phần lẫy này. Và chúng ta sẽ xỏ dây qua đây và cái chốt này thì sẽ đưa vào những cái điểm ở cái lỗ ở dây mà anh em cảm thấy nó sẽ vừa tay nhất. Cuối cùng là bộ máy trên chiếc này. Đây là một chiếc được thiết kế skeleton lộ máy ở phần đáy, được cố định bởi 4 con vít nằm tại 4 điểm. Và cỗ máy sử dụng trên chiếc Zenith này đó chính là cỗ máy Calibre 682. Đó, anh em có thể thấy cái chuyện 682 ở bên trong máy. Đó, với cỗ máy này thì anh em sẽ có đầy đủ là 28.800 dao động, 26 chân kính và thời lượng chịu cót là 50 giờ. Quả văng được tạo hình rất là đẹp và nó thực sự rất là nhạy. Đó. Zenith thì được tạo ra từ thị trấn Lê Lốc, nơi được mệnh danh là cái nôi của ngành công nghiệp chế tác đồng hồ. Đó. Đây chúng ta sẽ có đầy đủ thông số được chuyện ở mặt sau. Chúng ta sẽ có một chiếc Zenith Paul Ryan. Đó. Và với chiếc Zenith Elite này thì một chiếc đua tham xem được hai múi giờ, mang cho mình cỗ máy Calibre 682 của Zenith. Bên mình giao lưu lại với anh em mức giá rất là tốt là 43.800.000 cho một thương hiệu lớn đến từ Thụy Sĩ. Hàng đang có sẵn tại địa chỉ là 217 Thích Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để anh em lên tay thử sản phẩm. Anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên giao hàng. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10%, bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi.
Minh Triệu. Đồng hồ hiệu